Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 10, tại khúc sông Hồng dưới chân cầu Thăng Long, đoạn đi qua địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn đường thủy giữa một xà lan và một tàu đánh cá. Vụ va chạm khiến tàu đánh cá bị chìm, một nạn nhân mất tích. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu đánh cá có một người, xà lan có ba người. Nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân trên sông. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã trực vớt được thuyền đánh cá và tìm được nạn nhân trên tàu cá mất tích ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.